Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến. Số 8. Ngày 10 tháng 1, Đại sứ quán Mỹ ở Paris nhân danh Harriman gửi thư cho đoàn Việt Nam đề nghị gặp Bộ trưởng Xuân Thủy và Cố vấn Lê Đức Thọ để xem lại kết quả công việc sau 9 tháng đến Paris thảo luận về tương lai quan hệ hai nước. Phía Mỹ đề nghị họp ở nhà riêng của họ ở thị trấn Secout để cho cuộc gặp được lặng lẽ và hoàn toàn riêng tư. Thư có thêm một câu viết tay: rất mong được gặp ngài với mọi sự tốt lành. Ký tên Harriman. Cuộc họp tiễn biệt đó diễn ra hôm 14 tháng 1 năm 1969 tại địa điểm trên. Đại sứ Mỹ thông báo cho ta biết là ông Cabotlot, người bạn cũ của Tổng thống Nixon, người đã hai lần làm đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn, sẽ cầm đầu phái đoàn Mỹ tại Paris. Ông Wan, một luật gia có tên tuổi ở New York, sẽ thay ông Vance. Ngoài ra còn có thêm ông Green, nguyên đại sứ Mỹ ở Indonesia. Harriman muốn biết quan điểm của Việt Nam về tương lai cuộc đàm phán trước khi về Mỹ. Ông nói, và phía Việt Nam cũng thông cảm, rằng ông không thể nói về chính sách của chính quyền mới ở Washington. Nhưng ông nghĩ rằng quan điểm chung cũng giống như điều ông đã nói là làm sao xuống thang chiến sự, tôn trọng khu phi quân sự và cùng rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam. Về chính trị, người Việt Nam phải đứng hàng đầu trong cuộc nói chuyện với nhau để tìm một giải pháp. Lê Đức Thọ tỏ ý tiếc là đại sứ Harriman không ở lại Paris được và điểm lại quá trình nói chuyện. Ông nói, nếu như chỉ 2-3 tháng các ngài đã chấm dứt ném bom thì tình hình bây giờ đã khác rồi. Đề cập đến việc dư luận báo chí nói Nixon không muốn giải quyết chiến tranh, việc Sài Gòn đưa tướng Nguyễn Cao Kỳ sang làm cố vấn cho đoàn họ là một dấu hiệu không hay. Lê Đức Thọ nêu ra 3 khả năng. 1. Trường hợp thứ nhất, chúng tôi nghiêm chỉnh và có thiện chí. Chính quyền mới ở Mỹ và đoàn đàm phán mới của Mỹ ở Paris thật sự nghiêm chỉnh và có thiện chí, có thể tiến lên giải quyết vấn đề. 2. Nếu các ngài muốn dùng thế mạnh để ép chúng tôi không coi trọng những quyền lợi dân tộc cơ bản của Việt Nam thì khó có thể giải quyết được và cuộc đàm phán sẽ kéo dài. 3. Còn trường hợp thứ 3, các ngài không muốn giải quyết mà tiếp tục đánh thì chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành lại được các quyền dân tộc cơ bản của chúng tôi. Tôi cho rằng trường hợp 1 là đúng đắn nhất, nhưng không biết rồi đây ông Nixon, ông Lốt có nghĩ như vậy không, hay lại chọn trường hợp thứ 2 và thứ 3. Nếu như vậy thì không phải lỗi của chúng tôi. Lê Đức Thọ nhấn mạnh rằng khó khăn là do bọn Thiệu Kỳ Hương không muốn giải quyết vấn đề. Với thái độ như vậy thì ngồi vào cũng khó giải quyết được. Còn quan hệ giữa Mỹ và miền Bắc sẽ là quan hệ bình thường, cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào nội bộ nhau. Harriman nói rằng có thể loại bỏ khả năng thứ 3. Ông ta cũng nói rằng ông Nixon và ông Lốt sẽ nhìn vấn đề theo khả năng 1 và khả năng 2. Vị đại sứ Mỹ còn hỏi thêm rằng nếu như ở miền Nam Việt Nam lập một chính phủ muốn chấm dứt chiến tranh và có cảm tình với miền Bắc thì phía Việt Nam thấy thế nào? Ông ta cũng hỏi về thời gian thống nhất hai miền, Việt Nam sẽ thành một liên bang hay một quốc gia thống nhất? 3 ngày sau mới có cuộc từ biệt chính thức, đại sứ Mỹ tặng mỗi người thêm một bao diêm bằng giấy làm kỷ niệm. Và Bộ trưởng Xuân Thủy tặng ông Tập San nghiên cứu về Việt Nam, chuyên về văn học, và tặng ông Van một cuốn về giáo dục Việt Nam bằng tiếng Pháp. Hôm ấy người ta chúc mừng nhau, không khí vui vẻ.
Nhưng đại sứ Harriman không quên nhắc tới vấn đề giặc lái Mỹ bị bắt ở miền Bắc Việt Nam. Còn Lê Đức Thọ nêu lên nhận định của ông rằng phi Mỹ hóa chiến tranh của Mỹ sẽ thất bại như đã xảy ra trước khi quân Mỹ vào. Chúng tôi có cả một dân tộc đứng lên chiến đấu. Chúng tôi biết đánh, chúng tôi cũng biết nói chuyện. Chúng tôi mong đạt được hòa bình chính đáng. Chúng tôi sẽ thảo luận với ông Lốt về vấn đề rút quân hoặc bất cứ vấn đề nào khác mà các ngài nêu ra. Nếu như các ngài không nhìn vào thực tế, tuy muốn giải quyết nhưng kéo dài việc rút quân bằng chờ đợi việc củng cố ngụy quân ngụy quyền gây sức ép với chúng tôi, điều đó không thể được đâu. Harriman có vẻ bi quan, mong muốn thấy được hòa bình ở Việt Nam trước khi ông qua đời. Hội nghị bốn bên bắt đầu. 10 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 1 năm 1969, khai mạc trọng thể hội nghị bốn bên tại phòng lớn của Trung tâm Hội nghị Quốc tế phố Kölnberg. Trước cửa của trung tâm, đông đảo bà con Việt Kiều ở Paris tay cầm cờ đỏ sao vàng và cờ mặt trận đứng chật ních bên đường vẫy chào hai đoàn đại biểu Việt Nam. Các phóng viên báo chí vô tuyến truyền hình, các hãng thông tấn của nhiều nước trên thế giới đều có mặt để ghi lại hình ảnh ban đầu của sự kiện lịch sử này. Họ chú ý nhiều đến đoàn mặt trận do ông Trần Bửu Kiếm dẫn đầu. Sau phút náo nhiệt ban đầu, các đoàn lần lượt vào ngồi quanh chiếc bàn đường kính 8 mét phủ thảm xanh. Các trưởng đoàn lần lượt phát biểu ý kiến và có tranh luận ngắn. Sau đó người phát ngôn ra họp báo. Lần lượt từ tháng này qua tháng khác, mỗi tuần một lần vào thứ tư, các bên đối địch nhau, ngồi đối diện nhau, tố cáo nhau gay gắt và quyết liệt. Những vấn đề về nguồn gốc chiến tranh và giải pháp là những vấn đề lớn, bên cạnh những lời lẽ về thiện chí nghiêm chỉnh được lặp đi lặp lại nhiều lần, một cuộc đấu lý kéo dài lại diễn ra như những tháng đầu của hội nghị hai bên. Các đại biểu ngồi đấy nhưng cái hy vọng chính của họ là ở chiến trường. Một tuần sau phiên khai mạc, trưởng đoàn Mỹ đưa ra một giải pháp ba điểm. Hai bên cùng rút quân, bảo đảm quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam và thả tù binh là vấn đề họ nhấn mạnh nhiều lần sau này. Tố cáo phía Việt Nam vi phạm Công ước Geneva 1958 đối với bọn giặc lái bị bắt quả tang khi đang gây tội ác ở miền Bắc. Phía Mỹ còn nói nhiều về việc ta vi phạm khu phi quân sự và đòi ta nói chuyện với chính quyền Sài Gòn. Về phía Việt Nam, từ tháng 11 năm 1968, Hà Nội đã vạch ra phương hướng mới là đẩy mạnh đấu tranh trên ba mặt trận, quân sự, chính trị, ngoại giao, giành thắng lợi từng bước, tiến lên, giành thắng lợi quyết định và mở đường cho một giải pháp bảo đảm các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta mà đối phương có thể chấp nhận được. Ngày 1 tháng 1 năm 1969, Nguyễn Duy Trinh lại thông báo cho đoàn Việt Nam ở Paris. Tình hình càng ngày càng xác minh nhận định trước đây là đúng. Chiều hướng của Mỹ là sớm chấm dứt chiến tranh. Nixon cũng phải theo chiều hướng đó, nhưng Mỹ muốn rút trong danh dự. Nixon muốn đàm phán trên thế mạnh, rút quân Mỹ nhưng phải giữ được ngụy quân làm công cụ thi hành chính sách thực dân mới ở miền Nam Việt Nam. Đấu tranh ngoại giao phải duy trì và tích cực tập trung vào bốn điểm chính sau đây. 1. Đẩy địch xuống thang một bước trên chiến trường chính, ép Mỹ đơn phương rút một bộ phận quân Mỹ. 2. Khoét sâu mâu thuẫn khó khăn nội bộ Mỹ, nội bộ ngụy, mâu thuẫn Mỹ-ngụy. 3. Đề cao vai trò quốc tế của mặt trận dân tộc giải phóng. 4. Tranh thủ các nước xã hội chủ nghĩa tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ ta về vật chất và chính trị, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ ngày càng mạnh mẽ và có hiệu quả của phong trào nhân dân thế giới, bao gồm cả nhân dân Mỹ. Đấu tranh đòi Mỹ rút nhanh, rút hết và không điều kiện khỏi miền Nam Việt Nam. Về chủ trương Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ, Hà Nội cũng nhìn thấy, từ đầu, tuy chưa đầy đủ và toàn diện, tất cả sự thâm độc nguy hiểm của nó,
nhưng cũng đã thấy chỗ yếu cơ bản trong bản thân chiến lược đó, không thể nào khắc phục nổi. Trong tình thế đã thất bại phải xuống thang để rút lực lượng Mỹ, nhưng Mỹ lại muốn giao cho quân Ngụy một nhiệm vụ mà cả quân Mỹ và quân Ngụy trước đây không làm nổi. Chủ trương đó không tạo cho Mỹ thế mạnh cần thiết. Mỹ muốn giảm thương vong, giảm chi phí, nhưng Việt Nam hóa không thể làm nhanh được. Do đó, Mỹ không thể rút quân nhanh và thương vong tổn phí cho chiến tranh lại càng lớn. Nhân dân Mỹ không chịu đựng nổi. Mỹ muốn rút đi, Sài Gòn muốn Mỹ ở lại. Do đó, mâu thuẫn hai bên lại tăng lên. Trong chiến lược quân sự, quét và giữ cũng có nhiều mâu thuẫn. Trước đây tìm và diệt đã không thành, lực lượng đối phương có bị tổn thất nhưng vẫn còn nhiều và cũng không nằm im bị động. Tuy nhiên, Hà Nội cũng tính đến hai khả năng. Có thể do bị tổn thất nặng và gặp khó khăn lớn, Mỹ phải kết thúc chiến tranh sớm bằng một giải pháp chính trị mà họ có thể chấp nhận được. Hai là, nếu Việt Nam tiến công không đủ mạnh, Mỹ tạm thời khắc phục một phần khó khăn của Mỹ, thì Mỹ còn cố gắng kéo dài chiến tranh ở miền Nam một thời gian. Trong hai khả năng đó, để gây sức ép với ta trước khi kết thúc chiến tranh, trong tình hình nào đó, Mỹ có thể ném bom bắn phá lại miền Bắc hoặc mở rộng chiến tranh trên đất Lào và Campuchia. Nghị quyết tháng 4 năm 1969, những sự kiện lịch sử Đảng, tập 3, nhà xuất bản Thông tin Lý luận Hà Nội 1985, trang 461-462. Trong khi ở Paris, các đoàn đại biểu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và mặt trận tố cáo mạnh mẽ kẻ địch, thì ở miền Nam, lực lượng giải phóng mở hai đợt tấn công, đợt mùa xuân từ 22 tháng 2 đến 30 tháng 3 và đợt tiếp vào mùa hè từ 11 tháng 5 đến 23 tháng 6, gây cho địch một số thiệt hại nhưng không tạo được chuyển biến gì đáng kể. Đại tướng Văn Tiến Dũng, toàn thắng. Trang 44. Khả năng thứ hai trong nhận định trên đã xuất hiện. Cuộc gặp đầu tiên Cabotlot Xuân Thủy. Ngày 8 tháng 3, hơn một tháng sau khi bắt đầu hội nghị bốn bên và sau khi ta pháo kích vào căn cứ Mỹ ở Tân Sơn Nhất ngày 22 tháng 2, một cuộc tấn công xảy ra trước ngày Tổng thống Nixon đi châu Âu, làm mất khả năng trả đũa và làm nhục Tổng thống mới, Kissinger, ở Nhà Trắng. Trang 252. Đại sứ Lốt đến gặp Bộ trưởng Xuân Thủy tại nhà số 11, phố Đan Thơ. Ông nói rằng ông không có ý định nói gì về tính chất nội dung hoặc hoàn cảnh trình bày lập trường của Mỹ, mà đây mới là bắt đầu một cách làm việc lặng lẽ và có hiệu quả để giải quyết những vấn đề của nhau. Nhưng đi vào chuyện, ông đã nói ngay đến việc ta tấn công quân Mỹ ở Sài Gòn. Ông ta đọc ngay một bản đã chuẩn bị sẵn. Chúng tôi không hành động một cách hấp tấp, nhưng sự thật là việc chúng tôi tỏ ra kiên nhẫn không thể được coi là một dấu hiệu yếu đuối. Rồi ông nói rằng sẽ không dung thứ những việc tiếp tục vi phạm các điều đã thỏa thuận, không dung thứ những cuộc tấn công gây cho binh lính Mỹ thương vong hơn nữa. Tôi được chỉ thị của chính phủ tôi nhấn mạnh vào tính chất nghiêm trọng của những trận pháo kích vào Sài Gòn vi phạm thỏa thuận của chúng ta. Ông ta đe dọa cụ thể rằng sẽ có những hành động thích đáng đáp lại như Tổng thống chúng tôi đã tuyên bố. Xuân Thủy, Mỹ đã vi phạm Hiệp định Geneva 1954, đã gây ra chiến tranh ở Việt Nam. Thất bại, Mỹ phải đơn phương chấm dứt ném bom miền Bắc, nhưng lại muốn giải quyết vấn đề trên thế mạnh, tăng cường ngụy quân ngụy quyền, Mỹ vẫn bắn phá miền Bắc. Tháng 1 năm 1969, 11 lần. Tháng 2, 26 lần. Xuân Thủy bác bỏ điều mà Lốt nói về thỏa thuận trước đây và nhấn mạnh Mỹ đã làm trái với điều cam kết, chấm dứt ném bom không điều kiện. Ông nói, làm thế nào để giải quyết vấn đề? Và nêu ra, một, Hoa Kỳ phải rút hết quân Mỹ và chư hầu không điều kiện. Hai, Hoa Kỳ phải từ bỏ chính quyền Sài Gòn.
Nếu Hoa Kỳ cứ bám lấy chính quyền Thiệu Kỳ Hương, một chính quyền phát xít và hiếu chiến, thì không nói chuyện hòa bình được. 3. Chiến sự đang diễn ra trên đất Nam Việt Nam. Hoa Kỳ phải nói chuyện với mặt trận. Hoa Kỳ không nói chuyện với mặt trận là không hợp lý và không giải quyết được vấn đề. Tất nhiên, Mỹ không chấp nhận và Lốt còn nói rằng miền Bắc đã được hưởng lợi ích trước mắt và trực tiếp của việc ngừng ném bom và phía Mỹ sẵn sàng thảo luận các đề nghị của phía Việt Nam. Xuân Thủy, thử hỏi, nếu máy bay Việt Nam trinh sát trên bầu trời nước Hoa Kỳ, liệu Hoa Kỳ có để yên không? Nếu quân đội Việt Nam đến quấy rối trên đất Hoa Kỳ, liệu Hoa Kỳ có để yên không? Cho nên, quân và dân miền Nam phải chống lại quân Mỹ và chư hầu. Chúng tôi không có trách nhiệm về những việc xảy ra ở miền Nam. Cuộc gặp đầu tiên giữa hai trưởng đoàn là như vậy. Lúc này trên chiến trường ta gặp khó khăn. Một số đơn vị chủ lực phải tạm trú chân trên biên giới Campuchia và vùng này đã trở nên đất thánh mà Mỹ chưa đụng chạm tới. Washington tính toán những lựa chọn khác nhau. Một là trả đũa ném bom trở lại miền Bắc. Điều này sẽ đụng chạm đến phong trào phản đối chiến tranh của nhân dân Mỹ và cũng không hứa hẹn một kết quả mong muốn. Hai là ném bom các căn cứ hậu cần của Việt Cộng trên đất Campuchia. Và ngày 18 tháng 3 năm 1969, Mỹ đã cho máy bay chiến lược B-52 làm việc đó. Lầu Năm Góc gọi đó là cuộc hành quân thực đơn, đặc biệt vào căn cứ 353 ở vùng Lưỡi Câu, nơi mà theo họ là chỉ huy sở của Việt Cộng ở miền Nam Việt Nam. Chiến dịch này của Mỹ kéo dài đến tháng 5 năm 1970. Những cuộc giải bom ác liệt vào dân thường sinh sống ở vùng này được Lầu Năm Góc gọi là bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, điểm tâm, v.v. Henry Kissinger ở Nhà Trắng, trang 258. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.